Vạch trần chân tướng, thế lực khủng đứng sau bảo kê Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị và các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Kính thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 4 năm 2024, sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là tử hình đối với bị cáo Lan. Ngoài ra, bị cáo Lan còn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả số tiền lên đến 673.800 tỷ đồng. Đây là một bức án được dư luận đánh giá là đúng người, đúng tội, công tâm, khách quan so với những hành vi mà bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã gây ra. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người cảm thấy rất băn khoăn, chưa thấy thực sự thỏa đáng, đó là những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan bị hội đồng xét xử cáo buộc diễn ra trong suốt khoảng 10 năm trời, từ năm 2012 đến năm 2022, có thể qua mặt được rất nhiều các cơ quan chức năng một cách dễ dàng và chót lọt. Không những vậy, rất nhiều các bị cáo trong vụ án này thể hiện sự trung thành tuyệt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Thậm chí, có người bà Lan sai gì thì làm đấy, không mảy may suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Vẫn biết bị cáo Trương Mỹ Lan là một người hết sức giàu có và nổi tiếng trong giới đại gia. Thế nhưng, rất nhiều các bị cáo trong vụ án này là những người có trình độ, có học thức, có chức, có quyền. Thế nhưng, vẫn tự đưa mình vào con đường tội lỗi, tin tưởng và nghe theo sự dẫn dắt của bị cáo Lan. Câu hỏi lớn được đặt ra là ngoài đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước và một số quan chức cấp thấp khác bị cáo buộc nhận hối lộ, liệu rằng có còn quan chức nào cao hơn nữa đứng sau bảo kê bà Lan để bà này tác oai tác quái như vậy hay không? Và còn những thế lực nào đáng ra nên phải chịu trách nhiệm về vụ việc này nữa hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu qua video ngay sau đây. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, hậu quả của những hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm của mình là vô cùng nghiêm trọng, gây ra thiệt hại về tài sản cho nhà nước và nhân dân đặc biệt lớn. Số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB lên tới hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Một con số không thể tưởng tượng nổi khi so sánh với một nền kinh tế khá khiêm tốn tại Việt Nam. Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Nhiều ý kiến cho rằng bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát có thể hô mưa gọi gió, gây thiệt hại số tiền lớn đến như vậy, nhưng mãi đến năm 2022 mới bị phát hiện và khởi tố, thì rất có thể sẽ có một thế lực khủng nào đó che chở cho bà Lan trong một thời gian dài. Một trong những cán bộ cấp cao nhất bị truy tố trong vụ án này là bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước. Theo cáo trạng của cơ quan điều tra, bà Nhàn nắm rõ sự việc bà Trương Mỹ Lan là người đã điều hành chủ chốt toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng SCB, nên đã bí mật làm việc với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, để gặp được bà Lan trao đổi các nội dung liên quan đến việc thanh tra. Bà Lan vì để che giấu các hoạt động phạm pháp của mình tại ngân hàng SCB nên đã chủ động nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn với tổng số tiền lên đến 5,2 triệu đô la, tương đương với hơn 100 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay cho tội danh nhận hối lộ. Sau khi đã có được số tiền mà mình mong muốn, bà Nhàn
đã chỉ đạo cấp dưới cùng các thành viên khác trong đoàn thanh tra báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không đúng sự thật, không trung thực, không đúng với tình hình xảy ra tại ngân hàng SCB, bao che, bưng bít vì động cơ vụ lợi cá nhân. Khi được luật sư tại phiên tòa hỏi vì sao khi đã nhận được 5,2 triệu đô la do ông Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB đưa mà bà Nhàn lại không sử dụng, bà đã trình bày rằng bà rất xấu hổ vì một phút nông nổi. Sau mỗi lần nhận tiền, bà thấy mình có tội nên không dám sử dụng. Nhiều lần đã gọi ông Văn để trả lại tiền nhưng không được. Khi mẹ bà mất, phải đưa về quê an táng, lo sợ tiền để trong nhà không an toàn nên bà đã đem gửi người thân, trong đó có khoản tiền bán 3 căn nhà do mẹ bà để lại để lo cho con cháu sau này. Mặc dù bị cáo Nhàn là người đã nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, đồng thời hậu quả của việc báo cáo không trung thực của vụ việc ngân hàng SCB với ngân hàng nhà nước cũng để lại những thiệt hại lớn cho nhà nước và nhân dân. Nhưng có lẽ vì bà Nhàn đã tích cực khắc phục hậu quả, chủ động giao nộp lại số tiền đã nhận hối lộ, nên Vạn Điều Hay cho rằng mức án chung thân dành cho bà đã là hợp tình hợp lý đến từ cơ quan chức năng. Thế nhưng một số tờ báo nước ngoài có nhận định rằng bà Đỗ Thị Nhàn hay ông Hoàng Văn Hưng, phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, vẫn chỉ là những quan chức cấp thấp khi làm việc với bà Trương Mỹ Lan mà thôi. Bởi vì trước vụ ngân hàng SCB xảy ra thì bà Lan đã sở hữu rất nhiều các dự án lớn, các khu đất vàng ở khắp từ Bắc vào Nam, nên chắc hẳn bà này phải có ô dù to lắm mới có thể làm được những chuyện như vậy. Số tiền chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan khổng lồ như vậy mà vẫn qua mặt được cơ quan chức năng thì cứ cho là những người trong đoàn thanh tra có lợi dụng chức vụ quyền hạn đến như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng khó mà qua mặt được cấp trên của mình ở ngân hàng nhà nước. Trước đây vào năm 2014, ông Dương Chí Dũng, nguyên là Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinaline, khai nhận liên quan đến dự án di rời chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn, ông Dũng đã nhận của bà Lan, chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu đô la để chuyển cho ông Phạm Quý Ngọ. Số tiền này sau khi người của bà Lan tại Hà Nội đưa đến, ông Dũng đã chuyển cho ông Ngọ. Mà chúng ta đều biết rằng ông Phạm Quý Ngọ khi ấy đang là Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên, vụ việc này nhanh chóng chìm xuồng vì không có chứng cứ cụ thể mà chỉ dựa vào một mình lời khai của Dương Chí Dũng. Nhưng qua vụ việc này, có thể thấy rằng thân thế cùng các mối quan hệ dây mờ rễ má của bà Trương Mỹ Lan là không hề đơn giản, có thể gọi là thâm căn cố đế, móc ngoặc ở rất nhiều nơi. Chẳng thế mà khi trả lời xét hỏi của hội đồng xét xử, nhiều bị cáo khẳng định làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, mặc dù đã biết rõ bị cáo Lan đang làm sai pháp luật. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, thừa nhận hành vi giúp sức cho bị cáo Lan hợp thức 617 khoản vay, chiếm đoạt hơn 200.000 tỷ đồng của SCB giai đoạn 2017-2022. Bà Dung cho biết, ngay từ khi về làm việc cho SCB thì đã rất thần tượng bà Trương Mỹ Lan và tin tưởng vào khả năng kinh doanh của bà Lan, nên bà Dung trung thành tuyệt đối, sai gì thì làm đó. Thế nhưng trong phiên tòa xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan lại khai rằng nhóm lãnh đạo của SCB tự tạo lập các khoản vay và mượn tài sản của Vạn Thịnh Phát để đưa vào thế chấp rồi rút tiền của ngân hàng. Bị cáo Dung cho rằng bị cáo Lan đang có ý đổ trách nhiệm cho nhóm cựu lãnh đạo của ngân hàng SCB và cảm thấy bản thân đã đặt niềm tin sai chỗ. Bên cạnh đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB thừa nhận tất cả các khoản vay liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan là không phù hợp với các quy định của pháp luật. Bị cáo tin tưởng bằng tài năng của bà Lan sẽ giúp cho ngân hàng SCB tái cơ cấu thành công. SCB rất cần nơi nương tựa để trên cơ sở đó có thể giải quyết các vấn đề trong quá khứ. Nhìn chung là các bị cáo nêu trên đều thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào bà Trương Mỹ Lan và thậm chí biết rõ các hoạt động của bà Trương Mỹ Lan là hoàn toàn trái với các quy định của nhà nước. Thế nhưng họ vẫn tin tưởng và nghe theo các chỉ đạo của bà Lan
để rồi ngày hôm nay phải bước ra trước vành móng ngựa, tra tay vào chiếc còng số 8 để chịu sự phán xét của pháp luật. Theo đánh giá và nhận định của Vạn Điều Hay cho rằng, cả bị cáo Dung và bị cáo Văn đều là những người được đào tạo bài bản trong ngành ngân hàng, nắm giữ các chức vụ đứng đầu tại ngân hàng này, là người hiểu rõ các quy định của pháp luật về ngành ngân hàng, đồng thời biết được hậu quả của những hành vi của bà Lan có thể gây ra. Nhưng vì sao họ vẫn nhắm mắt làm ngơ và xuôi theo các hành vi phạm tội của bà Lan đến như vậy? Nếu chỉ đơn giản xuất phát từ chuyện thần tượng thôi đã đủ động lực để họ làm như vậy hay chưa? Họ chẳng lẽ không biết khi vụ án bị cơ quan chức năng phanh phui thì sẽ có hậu quả đau đớn như ngày hôm nay hay sao? Họ chỉ có thể hoặc là vì tiền chi phối, hoặc là bị quyền chi phối. Tiền là cái lợi ích cá nhân mà họ đã làm sai, hoặc là bị thế lực nào đó áp đảo mà phải xuôi theo. Có người nhận xét rằng xã hội của Việt Nam là một môi trường thể hiện tính tập thể rất cao và vô cùng đoàn kết. Người ta cũng thường nói đùa với nhau rằng một con kiến đi qua cũng có thể bị phát hiện, thì việc rút ruột cả triệu tỷ đồng trong suốt 10 năm trời làm sao mà có thể là không biết được. Không có người này biết thì cũng sẽ có người kia biết. Nhưng tại sao bà Lan lại có thể tham ô những đồng tiền vất vả của người dân lớn đến như vậy? Hẳn là phải có một thế lực nào đó mạnh hơn cả đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước. Sở dĩ Vạn Điều Hay nhắc đến quan điểm này, bởi vì như chúng ta đã biết, tổ chức bộ máy của nhà nước ta là vô cùng hiệu quả, đặc biệt là năng lực điều tra của các đồng chí công an kiểm soát rất chặt chẽ từ địa phương đến trung ương. Do đó, bà Trương Mỹ Lan có thể âm thầm rút ruột ngân hàng SCB lâu đến như vậy, hẳn là phải có một kẽ hở nào đó trong pháp luật mà bị cáo Lan đã triệt để khai thác. Vậy nên, chúng ta cũng cần phải có những chế tài chặt chẽ hơn để ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai. Bởi vì liệu rằng chỉ có một ngân hàng SCB đang có sai phạm thôi hay không? Hay các ngân hàng khác cũng có thể có những sai phạm tương tự, nhưng hiện nay chúng ta chưa điều tra ra mà thôi. Điều này là rất nguy hiểm đối với nền kinh tế của đất nước. Trước tòa, ngày 11 tháng 3, bị cáo Lan đã khai rằng trước khi tham gia vào việc hợp nhất ngân hàng SCB, có một số lãnh đạo của ngân hàng nhà nước đã gặp bà Lan để động viên, nhờ đích danh bà Lan đứng ra giúp đỡ vì bà là người có tiếng nói và có đủ uy tín, có tiềm lực kinh tế vững mạnh. Bà Lan đã nhiều lần từ chối với lý do mình không có đủ kiến thức về ngành ngân hàng để có thể làm việc trong lĩnh vực này. Bà Lan nói: "Kính thưa hội đồng xét xử, lúc đó ngân hàng nhà nước là ông Trần Minh Tuấn và có cả ông Phạm Quý Ngọ. Lúc đó là bên Tổng cục Cảnh sát nói với tôi rằng: chị yên tâm, chúng tôi biết chị là người không làm ngân hàng và sẽ không tham gia vào ngân hàng. Chính vì vậy, chúng tôi mới thực sự cần chị. Bây giờ, bao nhiêu doanh nghiệp chúng tôi mời mấy tháng nay mà không ai vào cả. Chị giúp ngân hàng đi, vì chị là một người có ảnh hưởng lớn đến cổ đông, các bạn bè từ trong và ngoài nước rất nhiều. Chính vì những lời khai này mà có nhiều câu hỏi thắc mắc về việc rốt cuộc đứng sau bà Trương Mỹ Lan, liệu rằng còn có thế lực khủng nào bảo kê bà nữa hay không. Nhiều ý kiến cho rằng vụ án này nên được mở rộng điều tra hơn nữa. Nếu không đi đến tận cùng của vấn đề thì sẽ không thể giải quyết được triệt để mọi chuyện. Kẻ phạm tội vẫn sống ngoài vòng pháp luật, vẫn còn nhởn nhơ, không phải chịu sự phán quyết đến từ pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải dành những lời khen ngợi cho cơ quan chức năng vì đã rất nhanh chóng và tận tụy với công việc khi đã phanh phui ra một vụ án lớn và phức tạp đến như vậy liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan. Việc đưa ra khởi tố rất nhiều các đối tượng liên quan chỉ sau hơn một năm là một thành quả rất đáng ghi nhận. Thực sự, chúng ta ai cũng phải nể phục sự khéo léo của Đảng và chính quyền khi đã xử lý vụ án này mà giảm thiểu tối đa tác động của nó đến nền kinh tế của đất nước. Đương nhiên là nếu như cơ quan chức năng sớm tìm ra những hành vi vi phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan thì có lẽ số tiền thiệt hại đã được ngăn chặn từ sớm với số lượng ít hơn. Nhưng điều may mắn là cuối cùng thì bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đã phải ra trước ánh sáng của pháp luật. Vấn đề bây giờ chỉ là làm thế nào để có thể bù đắp được số tiền đã mất trong vụ việc này, để bù đắp vào tiền thuế của nhân dân và trả lại tiền cho ngân hàng SCB. Thông qua vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát, chúng ta có thể thấy rằng
đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho các ngân hàng thương mại khác và cả những doanh nhân đang làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc bất kỳ lĩnh vực nào, để họ thấy rằng là phải từ bỏ ngay những con đường kinh doanh bất chính của mình. Việc Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình sẽ khiến cho những kẻ trực chờ làm việc phi pháp, kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của nhân dân phải sống trong sự sợ hãi, để từ đó thay đổi cách kiếm tiền của mình, làm trong sạch nền kinh tế một cách triệt để. Điều này sẽ làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng trở nên minh bạch và công bằng hơn đối với các nhà đầu tư. Mục tiêu của đất nước Việt Nam đến năm 2045 trở thành một đất nước phát triển, có thu nhập cao. Vậy nên, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc phanh phui những đại án kinh tế, việc phải khởi tố những cán bộ lãnh đạo, đảng viên thoái hóa biến chất, cũng giống như là đang cắt bỏ đi những khối u mãn tính trong nền kinh tế. Phải chịu đựng được những nỗi đau ngắn hạn này thì mới có thể có sức khỏe tốt để bước tiếp trên con đường hội nhập. Đôi khi phải cắt bỏ những cành cây mục ruỗng, sâu mọt để cứu cả cái cây. Có thể thấy hiện tại cơ quan chức năng đang hết sức gấp rút đưa ra những phương án để thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả của vụ án này gây ra, để tránh làm tác động xấu đến nền kinh tế. Tòa đã tuyên buộc các bị cáo, nhiều người và tổ chức liên quan đến Trương Mỹ Lan phải nộp lại tiền nhằm bồi hoàn cho SCB. Tòa giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án. Tòa cũng buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là hơn 2.800 tỷ đồng, buộc công ty Địa ốc Hồng Phát nộp lại 2.355 tỷ đồng, buộc công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,26 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC, buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại hơn 6.000 tỷ đồng, cùng rất nhiều các tài sản, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn khác của bà Trương Mỹ Lan giải khắp từ Bắc vào Nam. Được biết, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bị tuyên án tử hình cho 3 tội danh là tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một bản án có hiệu lực. Nếu như bị cáo Trương Mỹ Lan tích cực hợp tác, thể hiện ý chí muốn khắc phục hậu quả của vụ án và phải nộp lại được ít nhất 3/4 tài sản đã tham ô, thì sẽ có cơ sở để nhận được mức án khoan hồng tới từ pháp luật. Vạn điều hay thiết nghĩ, việc phải đối diện với mức án tử hình chưa bao giờ là điều dễ dàng gì đối với bất kỳ người phạm tội nào. Dù cho là những phạm nhân đó trước đây ở ngoài xã hội là những người bất lương ra sao, tàn ác như thế nào, thì khi phải đối mặt với mức án cao nhất này cũng sẽ phải tim đập chân run, không thể giữ được sự bình tĩnh. Có người có thể còn mất đi lý trí. Do đó, thiết nghĩ bị cáo Trương Mỹ Lan là người có thân thế, là một trong những tỷ phú có tiếng tại Việt Nam, đã quen sống trong cảnh nhung gấm lụa là, có lẽ cũng không thể nào chịu đựng nổi một mức án như vậy. Do đó, Vạn Điều Hay vẫn mong rằng bà Trương Mỹ Lan có thể dùng hết sức của mình bằng các mối quan hệ thân quen cũng như bạn bè người thân, có thể dùng các tài sản cả công khai lẫn bí mật của mình để bồi đắp lại những thiệt hại về tài sản cho nhà nước và nhân dân, để bà có thể nhận được sự khoan hồng tới từ pháp luật, có thể vẫn còn được gặp lại những người thân thiết trong gia đình của bà. Bà Lan trình bày trước tòa: "Tôi muốn được bày tỏ tâm nguyện của mình là trước khi tham gia vào quá trình tái cơ cấu SCB, gia đình chúng tôi luôn được sum vầy, đoàn kết bên nhau. Nay thì sau khi vụ án tại SCB xảy ra, nhiều người bị đi tù, gia đình tôi tan tác, mỗi người mỗi ngả, không biết có còn cơ hội được gặp lại nhau hay không, có được cùng nhau ăn bữa cơm nữa hay không. Sau mỗi ngày mệt mỏi rời khỏi phiên tòa về trại giam, tôi ngước mắt qua cửa sổ để nhìn người thân vẫy tay từ bên đường, hay qua màn hình TV để có thể nhìn thấy được chồng, cháu ruột hay người thân của tôi. Chỉ nghĩ hay chứng kiến điều đó thôi là tôi cũng đã tan nát cả cõi lòng rồi. Dù tôi vẫn luôn được coi là một người vững vàng, nghị lực, nhưng tôi cũng là phận đàn bà. Tôi có những nỗi đau không thể nói được thành lời của một người vợ, người mẹ
khi hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay của tôi. Chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản cũng nhấn mạnh, hội đồng xét xử luôn tạo điều kiện cao nhất cho bị cáo Trương Mỹ Lan và tất cả các bị cáo khác trong vụ án để khắc phục hậu quả nếu có. Vì vậy, các luật sư của các bị cáo cùng người thân cứ thực hiện các biện pháp để thu hồi tài sản. Trong trường hợp cần thiết, bị cáo Lan và người nhà có thể lập danh sách những người đang giữ tiền, thiếu tiền của mình bao nhiêu, địa chỉ cụ thể để hội đồng xét xử và cơ quan tố tụng áp dụng các biện pháp thu hồi để đảm bảo khắc phục hậu quả của vụ án. Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án Trương Mỹ Lan, người đứng đầu tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút ruột ngân hàng SCB lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng đã gây rúng động dư luận suốt một thời gian qua. Hậu quả của nó là đặc biệt lớn và gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước. Do đó, việc thu hồi được tài sản trong vụ án này không chỉ là hội đồng xét xử hay cơ quan chức năng quan tâm, mà bất cứ người dân nào cũng mong mỏi biết thêm nhiều thông tin mới từ vụ việc này. Số tiền khổng lồ này, bị cáo Trương Mỹ Lan sẽ lấy ở đâu ra để bù đắp vào và sẽ khắc phục được bao nhiêu phần trăm? Cơ hội được sửa chữa sai lầm của bị cáo Trương Mỹ Lan liệu có còn hay không? Xin mời quý vị khán thính giả hãy cùng Vạn Điều Hay chờ đợi đến phiên tòa xét xử phúc thẩm quý vị nhé. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn vạch trần chân tướng thế lực khủng đứng sau bảo kê cho Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.